Vì sao mà anh em mình luôn như vậy là gọi điện cho mình để mua máy nén khí của bên mình? Bởi vì bên mình là nhà phân phối ha, cho nên là tất cả những cái dòng nén khí đều là có một cái mức giá cực kỳ tốt, đặc biệt là những cái máy nén khí mà mua kèm có phụ kiện thì sẽ mua được những cái phụ kiện giá gốc anh em ha. Thì hôm nay cũng là ngày mùng 10 tháng 9 năm 2023. Em Minh xin được chào đón tất cả anh em mình trong cái video máy nén khí thương hiệu đến từ Dekton cũng như là những cái dòng Vmax. Không phải là cái máy nào cũng phun sơn được. Đấy, nhiều anh em như vậy là mua về là không phun sơn được bởi vì nó không đủ áp ha. Thì hôm nay clip này Minh sẽ review cho anh em những cái dòng nén khí phun sơn và những cái dòng nén khí là không có phun sơn được ha. Thì hôm nay Minh sẽ review thêm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là 8 cái model. Trong đó sẽ có 2 cái model thì phun sơn không được ha. Còn tất cả 6 cái model sẽ phun sơn được. Thì như anh em cũng đã biết rằng là trong những cái dòng mà nén khí quốc dân, những cái dòng nén khí mà được tất cả quý khách hàng anh em là như vậy là mua nhiều cũng như là anh em thợ đánh giá về cái sản phẩm máy nén khí Dekton đến thời điểm này. Thì đầu tiên thì mình cũng sẽ xin giới thiệu cho tất cả anh em mình cái mẫu nén khí model DKAC3930. Thì hôm nay là cái model này nó vừa về hàng, hết hàng lâu rồi. Và được nâng cấp lên như vậy là cái về cái bình, về cái phần ngoài thì nó sẽ dày dặn hơn ha. Cho nên là giá thì không thay đổi anh em ha, cực kỳ rẻ luôn thôi. Giá của nó hiện tại chỉ còn có là 2.750.000 ha. Đấy, AC 3930 2.750.000. Con này thì công suất là 1.500W này, 2.0HB. Đó, điện 220, có trọng lượng là 23kg, vòng tua là 2.850 vòng tua là của motor. Độ ồn của nó là 68 dB ha. Đấy, sử dụng van khóa nhanh. Đó, cho nên là khi mà những cái sản phẩm này á, là sản phẩm chính hãng của Dekton và dây nguồn của nó được nâng cấp lên là 5m. Đây là cái model mà được nhiều anh em họ đánh giá, họ tin dùng nhiều nhất trong những cái video mà mình ở từng úp đây. Cái mẫu này thì hôm nay được nâng cấp lên là cái nó dày hơn. Và chân lọc gió của nó thì nó sử dụng bằng chân hợp kim, cho nên là cái độ cứng cáp so với những cái dòng ở trên thị trường thì Dekton vẫn luôn là đứng đầu. Chưa, lọc gió ha. Trên máy được dập nổi thước Dekton chính hãng này. Tụ này, 2.0 30 lít bánh này. Dây nguồn thì được nâng cấp lên là 5m, tạo cho những anh em mình dễ dàng sử dụng và dễ dàng di chuyển trong những cái môi trường làm việc ha. Và đồng hồ thì nó sẽ được nâng cấp lên là đồng hồ có đo cái dòng điện luôn, và được tặng kèm hai cái đầu nối nhanh. Đấy, hai cụm đầu nối nhanh ha, cụm gang đồng gang này, xịn sò luôn ha. Đấy, đồng hồ anh em thấy không, đồng hồ hợp kim ha. Đấy, van xả áp, van an toàn. Thân máy trên này thì nó sẽ có một cái tay nắm ha, có bao bọc luôn, thương hiệu đến từ của Dekton luôn ha. Đây là ngắt khi mà quá tải thì máy sẽ tự động nhảy để bảo vệ cái phần motor. Motor thì cam kết là motor đồng ha, bảo hành 1 năm cho anh em mình luôn. Nói chung là Dekton thì 6 tháng nhưng mà về motor thì bên shop sản phẩm của bên mình là sẽ bảo hành cho 1 năm luôn. Con này thì được sử dụng với hai đường dẫn khí anh em. Tất cả những cái đường dẫn khí của nó bằng van đồng, chịu nhiệt chịu tải rất là tốt. Đây là cái van chiết khí này. Cho nên là cái máy này nó lên hơi cực kỳ nhanh. Máy này là chuyên cho anh em mình phun sơn bằng kim, bê tông, nói chung là làm được tất cả các cái việc dùng trong những cái dòng máy nén khí ha. Một trong những cái dòng nén khí được đánh giá tốt nhất hiện tại, model của nó là 3930 ha. Dưới này thì cũng có bánh cao su này anh em, van xả này ha. Một cái máy khá là đẹp với mức giá là 2.750.000 được chưa. Con này thì giá hiện tại của nó khá là tốt anh em ha. Cái model dập nổi của Dekton này, nói chung là về phần nén khí của Dekton thì mình thấy là nó quá là hoàn hảo, thực sự là nó có hoàn hảo với cái con này ha. AC 3930, con này là giá 2.750.000 ha. Rồi, về tiếp theo là một cái con này, thì con này thì không có thiếu, không có thua kém gì cái con này. Con này với con này là nó là một đầu anh em ha. Đấy, đầu này là đầu 3930, chuyển qua con này, đây cũng là đầu 3930 luôn. Nhưng mà model của nó là AC 3912. Tại vì sao? Nó là bình của nó chỉ có 12 lít thôi. Từ cái đầu 3930 là 2.0HB chuyển qua cái bình 12 lít để dành cho những anh em đi công trình. Anh em nào thích những cái dòng máy nén khí nhỏ ha,
kết hợp nhỏ nhưng mà đầu nó là đầu lớn ha. Về những cái thông số kỹ thuật thì nó y chang như con 3930 nhưng mà cái bình này chỉ có 12 lít thôi. Dây nguồn cũng được nâng cấp lên là 5 mét này. Đấy. Cho nên là khi mà di chuyển những cái con máy này rất là gọn gàng, đấy, nhẹ nhàng khi vận hành. Anh em mang đi công trình thoải mái luôn. Đó, Dekton chính hãng ha, logo dập nổi ha. Con này thì lên hơi cực kỳ nhanh, tất cả những cái dòng này đều phun sơn được ha. Đấy, tất cả những cái dòng này là phun sơn. Đấy, bắn kim dành cho những anh em đi công trình, lên hơi cực kỳ nhanh anh em luôn ha. À, giá của con này hiện tại là 2.550.000. Con này lên hơi khoảng tầm 15 giây, con này thì khoảng tầm 35 giây là nó đầy bình ha. Nó lên hơi cực kỳ nhanh. 1-2 cho anh em. Máy cực kỳ êm. Ở dưới này thì nó sẽ có 4 cái chân cao su, nhưng mà mình cũng chưa có gắn vào ha. Đấy, dơ le là tự ngắt tự động an toàn khi mà máy quá tải. Máy lên hơi rất là nhanh. Đó, rất là êm ha. Chỉ có khoảng 10 đến 15 giây là đầy bình. À, giá của con này thì hiện tại là 2.550.000. 2.550.000 ha. Một con máy này thì anh em mình đi phun sơn ha. Tay nắm cũng khá là dài, bao bọc cao su ha. Được chưa? Con này thì nó cũng thiết kế cho mình hai cái dây dẫn khí nhá. Nó là một trong những cái đầu y chang như con 3930 hồi nãy mà mình đã từng review ha. Đó, van chiết khí ở đây. Tất cả những cái cụm này đều là cụm đồng ha. Cho nên là nó rất là chịu tải ha. Đó, đồng hồ đo điện sử dụng van nối nhanh. Những cái máy này thì mình sẽ tặng kèm đầu nối nhanh hết trơn luôn ha. Đây là dưới này thì van xả. Đấy, 12 lít 2.0 HP với mức giá 2.550.000 ha. Là những cái máy phun sơn anh em ha. Là máy là chuyên là đi phun sơn đấy nhá. Chuyên là phun sơn. Còn những anh em nào mà xài gia đình này. Đây là cái mẫu mà xài gia đình, có nghĩa là mình không có phun sơn ha. Mình chỉ xịt bụi rồi bơm xe. Đấy. À, vân vân, và thậm chí thì phun sơn ít thì được. Mẫu này thì hiện tại là mẫu T-Max này. Đấy, có model là 560. Con này thì 1.0 HP, 750W và 90 lít. Model của nó là 2022. Bình 12 lít chạy không dầu luôn. Đấy, con này thì giá của nó có 1.800.000 thôi. Con này thì nó sẽ chạy chậm hơn so với con 3912 và con 3930 hồi nãy. Con này thì nó rất là êm. Những anh em mà có quán xá này, đấy, cửa hàng này, rồi là phòng thì mình sử dụng những cái dòng này. Anh em mà bên ngành điện lạnh hay là điện tử vân vân thì mình sẽ sử dụng con này. Con này thì nó sẽ lên hơi rất là êm, đấy, rất là nhanh luôn cùng đấy ha. Nhưng mà nó không phun sơn được nha anh em, đấy, không phun sơn được. Con này chỉ có một cái dây dẫn thôi, đấy, đấy là máy nào cũng để là mình phun sơn được đâu ha. Đấy, cho nên là khi mà anh em mình lựa chọn những cái dòng nén khí, anh em mình phải nắm được như công việc của mình để lựa chọn cho mình một cái máy nén khí để mà đạt cái tiêu chuẩn ha. Và đặc biệt là những anh em mà bán máy thì cũng phải là tư vấn cho khách rõ ràng máy nào phun được, máy nào không phun được để mất công phải đổi trả ha. Rồi, con này giá của nó chỉ có 1.800.000 thôi. Đó, 1.800.000 nhá. Rồi, ok ha, lên hơi rất là nhanh cũng như là về cái vận hành máy thì nó rất là êm nhá. Rồi, anh em nào mà muốn phun sơn mà gọn, đây, muốn phun sơn mà nhẹ nhàng mà đẳng cấp, đây là một trong những cái model máy nén khí hợp kim này. Thì model là AC2910ALT, con này thì bình hợp kim nhôm, công suất của máy là 1.5 HP, bình hơi của nó là 10 lít ha. Con này thì lên hơi nhanh, phun sơn bắn kim thoải mái. Đặc biệt là con này rất là nhẹ ha, cực kỳ nhẹ luôn. Đấy, mình khoái con này vì sao? Con này nó rất là nhẹ, cực kỳ. Anh em cắm vào này, dây nguồn cũng 5m này, nó lên hơi cực kỳ nhanh. Đấy, đặc biệt là con máy này thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Nó có hai dây dẫn khí luôn ha. Đó, van chiết khí nó nằm ở đây ha. Tất cả đều sử dụng những cái cụm đồng hợp kim nhôm nhẹ nhàng. Con này mà mình leo khoảng tầng 5, tầng 7, tầng 10, tầng 15 thì nó là tuyệt vời nhất. Lọc giáo của nó cũng sử dụng bằng chân hợp kim này. Đấy, của này, có tay nắm phụ này, di chuyển này có này. Giá hiện tại của nó là 2.380.000 là để phun sơn anh em nhá, hợp kim. Rồi, tiếp theo là một cái model này là cái model mà mình cũng bán được rất là nhiều. Con này thì nó chạy có dầu. Nó chạy có dầu tức là nó chạy nhớt đấy anh em ha. Con này là 5.0 HP 50 lít của Dekton. Anh em nào mà thích những cái dòng có dầu độ bền cao thì chơi con này. Đấy, 50 lít nhá, phun sơn bắn kim thoải mái, công trình thoải mái cho em.
Đấy, motor là cam kết cho mình tất cả những cái dòng của Dekton là motor đồng 100% rồi đó ha. Đó, đồng hồ đo điện này, dây nguồn đầy đủ cho anh em lên hơi nhanh. Đấy. Anh em lưu ý là ở đây là mình đổ nhớt vào đây ha. Đấy, con này là 50 lít. À, giá của nó là 2.750.000 50 lít ạ. Ở trong những cái dòng nén khí của Dekton thì mình thấy là model nào nó cũng đẹp. Thật sự là model nào nó cũng đẹp. Với giá là 2.750.000 cho con 50 cho con 50 lít ạ. Và đây là cái model T-Max. Con này thì anh em mà phun sơn ít thì lấy con này. Đấy. Hoặc là mình sử dụng gia đình, con này hai dây dần khí luôn. Nói chung phun sơn được nhá. Max 751S nói chung là phun sơn được cho để dành cho những anh em mà xài gia đình ha. Còn xe thợ thì mình có thể lựa chọn những cái model mà lúc nãy mình có review rồi. Đó. Con này 31 thôi. Đấy, lên hơi nhanh không dầu, 2.1 30 lít thoải mái xài luôn anh em. Đó, anh em mà xài gia đình mà lâu lâu mà mang ra phun sơn thì vẫn ok. Đấy, nhưng mà thợ chuyên nghiệp thì theo em thì nên lựa chọn những cái dòng 3930 thì nó chất lượng hơn ha. Rồi 2.1 con này không dầu ha. Đó, 2.100.000. Và đây là cái model mà mình 3.5HB. Con này thì piston 47 lên hơi cực nhanh model 2023 nhá. 30 lít này. 2600W. Con này thì đồng hồ này ha. Rồi, con này thì nó là cam kết cho mình là dây đồng mà nó sẽ chạy có dầu. Ở đây là van cái mắt đo nhớt này anh em. Anh em về có máy đi kèm có bình nhớt nhá. Anh về vứt cái này đi và đổ bình nhớt vào đây và có cái van thở anh mình gắn vào đây. Đó, và gắn lọc gió ở thế này và gắn bánh. Bánh thì nó có đầy đủ nhá. Để mình cũng chưa gắn luôn. Thì con này giá bây giờ chỉ còn lại là 1.980.000 thôi. Đấy, 1.980.000 anh mình sở hữu ngay một con máy nén khí 3.5HB. Đặc biệt là con này sử dụng piston 47 thì nó lên hơi cực kỳ nhanh luôn. Đó, những anh em nào mà phun sơn chuyên nghiệp mà sử dụng những cái dòng máy mà có dầu bền bỉ thì liên hệ chơi con này này. Đấy, 1.980.000 anh em sở hữu ngay một con máy là 3.5HP với mức giá hiện tại thì quá rẻ. Lúc trước là giá của nó đã hơn 2 triệu rồi, 2.2, 2.1 rồi, mà bây giờ là giá còn lại 1.980.000 thì nó quá là ok. Thật sự là cái mẫu này tuyệt vời nhá. Trong những cái model thì mẫu model mà giá hợp lý và chất lượng thì mình bán cái mẫu này là nhiều nhất ha. Rồi, ok. Và cái chương trình hôm nay là mình đã giới thiệu 2, 4, 6, 8 cái model. Tất cả của cái dòng nén khí T-Max đến từ thương hiệu của Dekton với cái mức giá thì mình đã báo ở trên video hôm nay ha. Và cái chương trình hôm nay thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em. Đó, anh mình sẽ hỗ trợ cho anh em mình mua những cái phụ kiện của bên mình ha. Đây. Đấy, mình sẽ hỗ trợ anh em mình mua cái phụ kiện này. Ở đây thì mình cũng có rất là nhiều phụ kiện với cái giá ưu đãi cho anh em. Đấy, anh em sẽ mua máy nén khí, anh em sẽ là vừa được tặng này, anh em vừa được bán, vừa được tặng, vừa được cho, vừa được biếu luôn ha. Đây, một cái bơm xe máy ô tô với mức giá là 30.000. Rồi chưa? Đấy, một cái xịt hơi. Đấy, bèo bèo 30 là 60 rồi ha. Dây hơi này mình mua ngoài thị trường cả 100.000, dây này dây xịn nha. Đó, dây này dây xịn 9m. Đấy, bèo bèo cả 100.000 là 160.000. Được chưa? Victoler này anh mình mua ngoài thị trường phải 200. Đó, Victoler này là anh mình mua ngoài thị trường phải từ 200.000 nữa. Đó, 200 với là 160 là 360.000 đồ nghề. Được chưa anh em ạ? Anh em mua 360.000 anh em. Đó, hỗ trợ anh em với giá 200.000. 200.000 là anh em sẽ có một cái Victoler này. Một Victoler xịn này, F75 này ha. Đấy, một dây 9m này, một cái đầu bơm này. Được chưa? Quá đã luôn, chỉ có 200.000 thôi. Thì khi mà anh em mình mua tất cả những cái dòng nén khí của Dekton chính hãng như thế này và giá thì mình báo, dòng nén thì mình báo rồi. Còn phụ kiện thì mình chỉ bán cho anh em chỉ có là 200.000 thôi nhá. 200.000 là đầy đủ 1 2 3 4 món như thế này thì nó giá thị trường nó còn tới là 300 mấy 400. Nhưng mà mình hỗ trợ anh em là 200.000 tiền phụ kiện. Thì khi mà anh em mình mua nén khí ở bên em, nếu như anh em nào mà có nhu cầu mua những cái phụ kiện của bên em mình thì em mình kèm theo cái sản phẩm này ha. Được chưa? Đó, thì nó quá rẻ đúng không ạ? Chỉ có 200.000 phụ kiện thôi. Thì cái dòng nén khí 3930 này là mình bán nhiều nhất này. Đấy, những anh em thợ nào mà lựa chọn nén khí 3930 là ok nhất nhá. Đấy, đổ bền và lên hơi cực kỳ nhanh, thật sự là rất là nhanh luôn. Đấy, thì mình đã bán rất là nhiều và được rất là nhiều anh em như vậy là cũng mua và trải nghiệm và gọi điện đến là cũng là nói là hàng ok ha. Thì ở đây thì có sẽ có những cái dòng nén khí là sử dụng gia đình hoặc là những anh em thợ là làm công trình ha. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì hãy nhấc máy, hãy alo cho mình. Đấy, alo cho mình ngay số hotline trên màn hình.
và cũng như là được tư vấn cụ thể hơn ha. Đấy, cái video mình cũng đến là dài rồi đó. Đấy, anh em mà cho mình xin một like, một đăng ký kênh để cập nhật những cái video mà mình up lên hàng ngày ha. Đấy, ngày nào mình cũng up hàng ngày á, cho nên là hãy đăng ký kênh để cập nhật ha. Rồi, bây giờ thì mình cũng xin chào và xin cảm ơn anh em, và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Cảm ơn anh em.